nay tôi sẽ hướng dẫn với các bạn một cái phần rất là cần thiết cho dù các bạn chơi thể loại nhạc nào đi nữa và sử dụng đàn guitar nào đi nữa, cho electric hay là acoustic hay là classic, thì chúng ta đều phải cần kỹ thuật này. Thì kỹ thuật này giúp cho chúng ta chạy những cái câu nhanh thì sẽ nghe mượt mà hơn. Kỹ thuật này người ta gọi đó là luyến, tiếng Anh người ta gọi đó là hammer on và pull up. Bây giờ trở lại với âm giai là thứ ngũ cung. Thì đặc trưng của âm giai ngũ cung đó là mỗi một giây chúng ta có hai nốt. Vì vậy tay phải của các bạn phải đàn hai lần. Bây giờ kỹ thuật này đầu tiên đó là hammer on, đó là giống như cái búa các bạn gõ xuống. Thì các bạn chỉ đàn một tiếng bên tay phải, một lần bên tay phải nhưng các bạn nghe được hai âm thanh. Các bạn đánh nốt đầu tiên. Và nốt thứ hai các bạn không đàn tay phải mà các bạn dùng tay trái các bạn đập vào. Sau đó chúng ta đi xuống âm giai. Còn kỹ thuật ngược lại đó là pull up, nghĩa là kéo ra. Các bạn để tay vào vị trí âm giai, tay phải các bạn đàn một tiếng và các bạn dùng ngón tay trái bật ra để tạo ra tiếng thứ hai. Và bây giờ chúng ta đi ngược lên âm giai. Và đi xuống đi lên như sau. Sau khi các bạn đã tập được phần này rồi thì chúng ta sẽ tiến tới một phần khác khó hơn một tí xíu. Đó là tay phải các bạn chỉ đàn một lần nhưng chúng ta nghe được bốn âm thanh. Vì vậy tay trái của chúng ta phải đập vào, kéo ra và phải đập vào. Như sau. Các bạn đánh, đập, kéo ra và đập vào. Chúng ta đi xuống âm giai. Và đi ngược lại tương tự. Chúng ta tập ở giây số 1 trước một tí xíu. Đánh một lần bên tay phải nhưng nghe được 4 âm thanh. Bây giờ chúng ta đi ngược lên âm giai. Bây giờ thay vì đánh ở một vị trí như thế này thì chúng ta sẽ mở rộng về bên tay trái như ở bài trước tôi đã hướng dẫn. Đầu tiên chúng ta tập đánh một cặp dây đầu tiên. Phần dưới tôi đang vẫn giữ một vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật này như sau. Ngược lại. Bây giờ chúng ta sẽ tập với nhạc 1, 2, 3, 4. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở bài học kế tiếp.